Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, sau lễ vía Đức Phật A Di Đà, chùa Pháp lại bắt đầu công việc tạo các mô hình để đón một năm mới sắp đến. Vì vậy công việc quý vị cũng thấy khá là nhiều. Do đó quý Phật tử nào có rảnh thời gian cũng như muốn đồng hành góp chung cái công sức tạo cái tiểu cảnh nhân ngày Tết sắp đến tại chùa Pháp, nhằm tô thêm cái vẻ đẹp để cho quý Phật tử về chùa tham quan lễ Phật có thêm niềm vui. Và với công việc chuẩn bị khá là sớm, năm nay chùa Hồng Pháp tạo rất là nhiều cái mô hình tiểu cảnh, do đó nhân lực thì cũng khá là ít. Vì vậy quý thầy cũng như là quý Phật tử chuẩn bị khá sớm để cho nó kịp các cái mô hình trước khi Tết bắt đầu, để cho mọi người ai về chùa cũng được hoan hỷ hơn. Năm mới sắp đến, xin chúc quý Phật tử và gia quyến luôn có nhiều sức khỏe, bình an, công việc hanh thông, thuận lợi, và gia đình luôn lúc nào cũng được hòa hợp, hạnh phúc. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Phật tử, thì năm nay chúng con được trên sư phụ, quý thầy và đại chúng cắt cử để xuống quản lý trông coi các chú công quả nam, cũng hướng dẫn các chú để làm các công việc xung quanh chùa. Và năm nay đồng hành với con là các chú là thực hiện những cái mô hình Tết, thì để chúng con có thể gặp các chú để chúng ta sẽ hỏi được cảm nhận các chú khi mà ở chùa ăn Tết sẽ như thế nào nhé. À, đây là chú Dương. Chú đã đến chùa được hơn một năm, thì không biết là chú Dương mình có cảm nhận như thế nào khi chúng ta ở chùa năm nay ăn Tết và làm công quả cũng như là thực hiện các mô hình Tết ở chùa lần này ạ? Dạ, như là Phật bạch thầy, là hôm nay con làm ở đây một năm rồi thì con thấy ở chùa rất là vui. Thì mình có rất là nhiều công việc để mình làm, ví dụ như là trang trí ngày Tết, trang trí các ngày lễ. Thì ở chùa thì Phật tử đến rất là đông và mọi người ai cũng hoan hỷ, thì em con thấy là rất là vui ạ. Cảm ơn chú. Chúc chú có một năm mới sức khỏe và ăn Tết thật là vui ở chùa nhé. Kính thưa quý vị và các bạn, thì các cái mô hình chúng ta đang dần hoàn thiện rồi, thì chúng con hy vọng năm nay chúng con ở chùa Hồng Pháp sẽ đón nhận một lượng số lượng Phật tử thật đông thật lớn về đây để tham bái, cũng như là có những cái thức ảnh đẹp để nhớ kỷ niệm khi đến với chùa Hồng Pháp đón Tết năm Quý Mão 2023. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chim én bay là đà,
xuân đang nở lối. Nàng xuân đã đến đây cho tình chan chứa vơi đầy, ngàn hoa lá vui sung vầy cho lòng ta thêm mê say. Liên hạnh phúc ngất ngây dâng tràn trong trái tim này, hoa lời ca chúa chan mê say. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.